Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con đã đến trường Anh Sói lấy tệp tài liệu học cho kỳ tới này. Sau đấy thì có tạt qua McDonald's mua takeaway. Lâu lắm rồi Sói Trích không được ăn McDonald's. Mua cả burger về, vừa mang về cho ba Sói Trích nữa. Còn bây giờ mình quay lại cái chỗ kiểm tra nước bể bơi, vì mình để cái chai nước bể bơi ở đấy. Họ kiểm tra cho mình xem nước bể bơi cần cần thêm chất gì hay là có đủ sạch không. Thì họ sẽ bỏ đồ ra bên ngoài để mình đưa vào xe. Trả tiền thì chỉ cầm thẻ, chạm vào cái máy của người ta thôi là trả tiền được. Đã là ít tiếp xúc, không tiếp xúc với người bán hàng, không tiếp xúc với khách hàng. Joey, what do you have there? Joey, có cái gì đấy? What's that? I don't know. A gale, a troll gale. Where's the blue one, Rafi? Where's the blue one? Cái chú màu xanh của anh Sói đâu? Where is it? I'm going to give it to Joey. Oh, that's nice. Eh? Ruff is really kind. Zoe, can you put your arm under your harness, please? What do you say? Say thank you, Ruffy. McDonald's bây giờ như kiểu là đồ xa xỉ á con nhá. Vì phải cực kỳ lâu mới được ăn nhá. Okay, should we go now? Zoe. Hey, Zoe. Put your arm under your harness, please. Sorry, Your Highness. Mẹ em nói như kiểu là dây bảo hiểm. Dây bảo hiểm, dây dắt của puppy á. Và Zoe, cho tay xuống cái dây bảo hiểm của con, không mẹ phải xuống xe bây giờ này. Zoe, are you listening? Yeah, can you put it under please? Nghe đây nhưng mà không nhìn mẹ đâu để giả vờ đánh trống làng. Mẹ em lại phải ra khỏi xe. Em bây giờ là như thế đấy. Biết đánh trống là. Biết giấu đồ nữa. Kẹo cầm trong tay, mẹ hỏi tay cầm cái gì đấy? Không. Can you please for safety? Hey, put your hand down. Put your hand down underneath. I want a pink one. Yeah, do you want the police get you? Có muốn chú cảnh sát chú ấy. Chú ấy bắt không? That one as well, please. Xong. Đi nào. Bơ mẹ, mẹ bơ lại cho thì lại khóc. Rồi, if you're not talking to mommy, mommy won't talk to you. I'm listening. Okay, good. So are you talking to me now? Mm-hmm. Look at mommy when you talk. You talking to me now? I'm listening, mommy. Okay, I love you. I love you. I love you, Rafi. Rafael. Đi thôi. Mình đang đi quanh nhà tìm cái đầu nối hai ống nước lại với nhau mà không tìm thấy đâu cả. Bình thường những cái đồ đấy ấy là đồ của cái gì mình để ở chỗ đấy. Nhưng mà khi nào mà ba Sói Trích động vào làm những cái việc liên quan đến đồ gì là tiện đâu ba em lại để ở đấy. Thành ra bây giờ mẹ em không tìm thấy cái đầu nối đấy đâu. Mình muốn tìm cái đầu nối để làm gì, để nối cái ống nước nó dài ra từ bể chữ nước mưa, cho nước vào làm đầy nước bể bơi lên. Nước bể bơi nó cũng cạn xuống do trời nắng, với lại mình không để cái tấm phủ lên ấy, nó bốc hơi nhanh. Còn Sói Trích bây giờ đang chơi chơi trò gì đây? Em Sói bảo là con đang chơi trò submarine, hải quân. Xếp ghế, xếp bàn, xếp ghế. Ghế ăn, ghế bàn ăn. Ok, Rafi, why are you in the water? I'm making a fish. Yeah, but are you making a fish? Sói bảo con làm hình con cá đã. Ok, Zoe, how do you say hello to me? No, ahoy. Hi, hi. Zoe, say hello to mommy again. Hi. No, look at mommy. Hey, look. Ahoy. 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 No, that's Rafi package. That's Rafi learning package. No, Zoe. Yeah, you can open it, okay? Còn đây là cái tập giấy vở học term 2.
That's a giant pencil, Ravi. Bút này mấy B đâu? HB. Bút chì to dã man. Cái bút này mềm, viết thích lắm. Một hộp màu, một cái glue stick. Blue stick. Gì nữa đây? Raffy, there's a marker pen. Hai cái bút chì cô đã nhá. Hôm vừa rồi mẹ vừa mua bao nhiêu bút chì cho? Yeah, bút này để viết lên cái bảng. Chỉ bỏ ra xem thôi. No, we're not allowed to use them. Zoe, please, can you get down? Con không trèo lên như thế. That's a big pencil too. I know. Wow, this is a big pencil. Oh, that's a little pencil. Còn chương trình học là ở trên trang web của nhà trường. Đây là những cái kiểu như là đồ dùng hỗ trợ trong quá trình học á. Oh, this one, the fun factory. The fun factory scrapbook. Term 2. Oh, là giấy không thôi. Chắc để các em vẽ. And this one. This one. Yeah. This one is. Quyển này là quyển gì nào? Weather journal. This one. Tức là học về thời tiết. Quyển này là quyển the storybook belong to. No, quyển này là để viết. Yeah, Zoe, don't. Don't. Oh, look at this. Tic-tac-toe. Oh, kiểu cờ caro nhà mình ấy. Tic-tac-toe, Ruffy, that's all the sign word. Yes. Tic-tac-toe, that's that word. Do you know them? Yes. Tic-tac-toe. I don't know where should I go. What, this one? Here. No, this one. Here. No, start with K. Come, yeah. Tic-tac-toe. I don't know. Come on, Robbie. I don't know where should I go. Yeah. We can play it together, hey? We can play together. Okay, we can play together. Cái trò này là take turns with someone, put down your counters. When you place your counter down, say the word. If you get 3 counters in a row, you win. Oh, we can play it together in term 2. Raffy and Mummy, yeah? Yes. Zoe, get down. You need help? Ask your captain. Say, Captain, help me. No. Captain Raphael. Oh, that's a big fish. Nào con xuống đi. Captain Mummy. Bảo Captain anh sói giúp thì không. Captain Mummy. Okay, this is lunch time. Yeah, for all soldier. For all marine boy and marine girl. Gì nữa? Một cái bảng viết màu trắng. Hai cái bút marker pen. Okay. Bảng để tập viết chữ này. Tập viết chữ này. Oh, the sign word, Raffy. Em sói học đến cái này, em sói có 6 bảng rồi. Còn aqua word, purple word, brown words and gray words. Yeah. So there's golden words. Yeah. Yeah. Pink words. There's no pink words. Oh, I think this is the second term. Mẹ nghĩ cái này là học kỳ 2. All of this for the second term. The term 2. Not now.
Okay? The water are mixed up. Yeah, some of them same with the one that you got. Some of them are not. Some of them are new. Okay? Còn gì nữa? I got. Ooh, people, places. I got that at my school. Yeah. And this one? Magic 200 sign words. Magic. Oh my god, you're gonna learn a lot. Magic 100 sign words. Oh yeah, this is your 100. Học kỳ 1 là chỉ học 100 từ thôi. Chưa đến 100 từ ấy. Vì em sao mới đến đây? Yeah. And blue and green. And orange. And orange. And indigo. Indigo. And violet. Yeah, violet. Let's see violet. Zoe. See violet. Em cứ trèo lên thế nhở? Thả, come here. Violet. Have a look. Violet, have a look. Have a look what? Violet, have a look here. Yeah, look. Okay, now mommy gonna tidy up. And then we can learn together. No. What? Term two, not no. Now. Đấy, thế thôi. Term 2. Trường của em sói đang học này là trường Independent Public School. Tức là nó không phải 100% là công lập, không phải 100% là trường tư. Mình hiểu nôm na thì là như thế. Và cái tiền học phí rất là thấp luôn. Tiền học phí của em sói một năm, mỗi năm thì khác nhau, nhưng mà nhiều nhất chắc cũng chỉ rơi vào tầm 300 đô. Tiền học phí của em sói hiện tại bây giờ là 210 đô một năm. Và tất cả những cái gì liên quan đến dụng cụ học tập, sách vở, những cái trang thiết bị trong lớp học hay ở trường học, những gì mà các em ấy sử dụng là trường cung cấp. Rồi, no, don't do that. Em rất thích chắt nước từ cốc này sang cốc kia. Bây giờ đấy như kiểu là trò chơi của em ấy, như kiểu là em đang luyện đấy, luyện kỹ năng. Kỹ năng bày bừa. Hey, can you get the towel for the water, please? You just spill on the floor. No, dry the floor first. You need to dry the floor first. Con vừa đổ nước ra sàn, con lau đi đã. Thì đấy, ngoài cái tiền đóng đấy ra và mình phải mua đồng phục, tất cả những thứ khác là trường cung cấp. Bút, sách vở, thước, túi, bảng. Mà đồ đều là đồ tốt nhá, chứ không phải là kiểu đồ linh tinh, đồ rẻ tiền ấy. Bút chì, rồi là những cái túi các em ấy mang về từ trường, mang về để đựng bài vở, hay là cả cái bảng viết, bảng như nhà mình gọi là bảng Formica, bảng viết đấy cũng thế, rồi là bút marker. Ngoài ra nếu mà trường có những cái buổi đi dã ngoại thì đương nhiên là đi dã ngoại là những cái phát sinh rồi. Phụ huynh sẽ đóng tiền, nhưng mà không nhiều đâu, mình thấy rẻ lắm ấy, không nhiều một tí nào cả. Hả? Why did you need the iPad? For learning. Learning what? For number colors. So you got 1 hour to learn with the iPad. But can I change learning? Yeah, 1 hour. Is that okay? Yes. That's the rule, isn't it? Yes. I'm not going to do Roblox. Okay, where's the iPad then? You need to go and have a look for it. Thế con phải đi tìm đi. Rafi, you finished with the towel? Come here. Yes. Tidy up all the pants. Hang this one up. Tidy up, then you will have iPad to learn. But it's gonna be fast. And then I will stop. And then it will be very good. Oh. I want 10 hours. Nói gì đấy? I want 10 hours. Nói chẳng liên quan cái gì cả. Nah. Okay, Zoe. And tidy up all the chair you just put out here. So do one thing by a time, okay? Làm một việc một lúc thôi. Bây giờ chơi xong cái chỗ này thì hai anh em dọn đi nhá. Hai anh em dọn đi, okay. After you finish tidy, mommy might give you 2 hours today with the iPad. Zoe,
What do you think about it? Good. Good. Okay, so we hop off. Okay, just leave that one there. Tidy up the one. Yeah, the ones. What do you say? What do you say? I want this one. I want this one. Yeah, Zoe, what do you say? Uống chưa hết, mẹ hỏi cũng không nói được nhỉ. Để mẹ xem cái iPad của anh Sói đâu. Happy Meal Toy Show. Ni. Em này mà dán để ở trên xe ấy, lúc xe đi là đầu lắc lư. Ni. Dáng lắc lư giống kiểu tay. Tay này là giống TikTok này. Giống điệu nhảy của TikTok. Boom. Boom. What is that, Zoe? Who? Con tìm ai đấy? Who? Oh, your troll in Rafi bed. In Rafi bed, mẹ thấy ở trong phòng anh Sói á. Troll hồng của em ở trong phòng anh Sói thế. Good job, Raphael. And now, go and looking for your iPad, my iPad. Pink troll. Ngoài này, bây giờ mẹ em sẽ xử lý cái bể bơi một tí. Rồi ba Sói Trích làm xong thì ba Sói Trích sẽ làm công đoạn nặng nhất. Yeah? Yeah? Are you okay? Sit down for a bit. Ngồi xuống, ngồi xuống. Where is it? Maybe in my bed? No, tell me where is it? I haven't used it, so I don't know. Maybe on your bed? Con phải đi tìm chứ. Đồ để cho vào bể bơi đây. Hai túi muối, mỗi túi 20 cân. 40 cân muối. Một lít cái này. Có hướng dẫn hết, đây hướng dẫn đây. Chứ mình cũng chẳng biết cái nào và cái nào đâu. Cứ làm theo hướng dẫn này thôi. Hả? À, acid để cho vào bể bơi này. Ok Zoe, get down please. Nhiều thứ lắm ấy. Để giữ cho bể bơi sạch sẽ. Yeah. I don't know where the iPad. Hang on, ok, come in. Come inside. No. I'm going inside now. You coming with me? I know. Boom. What? No, he's dead. Okay, let's see. Now we play the game. Hunting the iPad. Yes. Hunting the iPad. Where is it? Where is it? Daddy, do you know where the iPad? Ba em cạo râu tuần trước. Bây giờ lại có râu rồi. iPad. iPad. Where are you? Nói đến chuyện tiền học phí của em Sói. Bà Sói Trích đang đi ra đi vào đằng. Nói đến chuyện tiền học phí của em Sói rẻ thì phải nhắc đến, bởi vì bên này đóng thuế rất là cao. Bà Sói Trích đi làm nhá, tùy vào mức độ lương của từng người mà cái tiền thuế, phí thuế nó sẽ khác nhau á. Let me see, is that black one? Let it focus. Yeah, hang on, hang on. Ooh, that's really nice. And then milk. No milk. No milk. Ooh, Aston John. Thank you. Thank you. Cũng như ở Việt Nam mình thôi, mức độ đóng thuế là phụ thuộc vào thu nhập của mỗi người. Thì ba Sói Trích đóng thuế gần như là gần một nửa. Một phần ba không phải. Một nửa không phải, ở cái ngưỡng một phần ba đến một nửa tiền lương, tổng tiền lương cho thuế luôn. Và vì thuế cao nên là phúc lợi xã hội sẽ thấp. Tiền dịch vụ y tế này, dịch vụ y tế gần như là miễn phí cho người dân Úc và người dân New Zealand. Còn đương nhiên những người nào mà sống ở đây, ví dụ như mình chẳng hạn, không phải là người dân Úc, chỉ là người dân định cư New Zealand, không phải là người dân New Zealand, thì đương nhiên mình vẫn phải chi trả tiền, và cái tiền chi trả khá là cao. Mỗi lần đi khám bác sĩ, gặp bác sĩ 5 phút, 2 phút, chưa cần biết là bao nhiêu phút, chỉ cần biết là có lịch hẹn bác sĩ, $60.
Mình có bảo hiểm, nhưng cái bảo hiểm là của mình là bảo hiểm dành cho bệnh viện thôi. Ví dụ như là mình phải vào trong viện mà có vấn đề gì mà mình là bệnh nhân ở trong bệnh viện thì mới được chi trả. Còn khám thông thường mình vẫn phải trả như những người gọi là gì nhỉ? Mình là người nước ngoài, mình là người nước ngoài đến đây sống. Oai quá, là người nước ngoài. Trời đang không gió, mẹ em cho hai động đại viên ra đây tập thể dục. Vận động một tí ở ngoài này cho nó thoáng. No, not with the racket. No. Sói không tìm thấy dép, chích cũng không tìm thấy dép luôn. Mẹ em đi giày vào để một lát nữa ba sói chích ra đây. Hai vợ chồng đấu cầu. Yeah. 1, 2, go. Không biết là có đứa nào thừa hưởng cái bộ môn cầu lông của mẹ không? Wow! My turn. 1, 2, Rafi, don't do that. Okay? No, not on the ground. Or mommy gonna take it back. Cái đấy không phải là cái để đập xuống đất nha con nhá. Now. 1, 2. Maybe mommy turn? My turn. Okay. Mommy vs Zoe, please. Okay. Okay, Zoe, go. Okay. We can play it in the house, Mama. Come on, girl. Can we play it in the house? You ready? Yeah. You're ready? 1, 2. Can we play it in the house? No. We need to play outside. What? Why? Because that spot. You need space to run, not in the house. Okay, Zoe, up here. Up here. No. That's a broken one. Okay. You better take the Rafi one. Okay, Rafi, ready? Yeah. 1, 2. Whoa! To daddy. Whoa! Go there, guys. Dad, go over there. Ba bà con cứ zoom ở một chỗ. 1, 2, go. Whoa, go Rafi. Got it, Rafi. 1, 2. Whoa. Did you like it? You go. Rafi and Zoe vs Daddy. Yeah. Rafi not on the ground. Please. Yes. Okay, go. Whoa. Ready? Uh-oh. And I throw it to Zoe. And I throw it to Zoe. Dad, why did you keep moving? Come on, Zoe, Daddy. Wow. Squash. Squash, squash, squash. Whoa. Up on the moon. Go, Zoe. Wow, Rafi, what are you doing? It's up in the moon. Go and try and get it. Go, Zoe. 1, 2, go. Come on. No, Zoe. Ta, you put on the ground. Mommy turn. Mommy turn. Mom, me, Rafi versus Daddy. Okay. Con với mẹ đấu với ba. Nah, that's alright, you play, go. Em sói hôm nay hỏi mẹ, mẹ ơi cho con làm sandwich, con tự làm được không? Mẹ em đồng ý luôn, thích làm là cho làm. Bên góc nữa. Zoe, leave the butter alone please. And now, you need one circle. Yes, in the middle. Yeah, in the middle. Một lát này. That's it. And then the bread. Yeah. On top. With the butter facing in. Yes. Good job. A sandwich and then another sandwich. No, I think
We need to leave this one here. Con phải cho một tay lên đây, cho một tay lên cái súng dao này đè xuống. Rafi, no, put another hand up here. And then press. Ready? Here we go and slide. Good job. There you go. You did it. This is so shiny. I know. Well done. Do you need a plate? Uh-oh. Yes. Do you need... Oh my. Uh-huh. I want one. Oh, that's okay. High five. Well done. Good job, Rafi. And Zoe, want a sandwich? Just a ham and bread? Yeah. Mm, this okay. is normal cheese. That's normal cheese, yeah. Normal cheese stick. Ba Sói Chích đi mua được cái ổ bánh mì trông tội nghiệp quá. Rúm gió vào. Tối nay cả nhà lại ăn, trẻ con thì ăn sandwiches. Còn mình với Ba Sói Chích ăn spam, bánh mì nướng spam sandwich. Trông miếng bánh mì này. Hoàn cảnh, hoàn cảnh. This one. What this one? Nice. You like it? Tangerine? Nah. Which one's mine? I'm stick with this one. That's one your. More cheese. Mời mọi người ăn bữa tối đơn giản như đang rủ với nhà Sói Chích nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở Vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye. Boom.